kính bái bạch trưởng lão hòa thượng Đạo Hiệu phường Quảng Hà Tông, thành viên hội đồng trưởng lão viện tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, kính bạch chư tôn đức tăng cùng toàn thể quý thiền nam tín nữ hiện diện, diện văn đại lễ Phật đàn Phật lịch 2566, tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hội đồng điều hành, diện văn đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022 của hội đồng điều hành tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng đồng bào cả giới, hôm nay hàng trăm tiểu Phật giáo đồ trên khắp thế giới hân hoan chào đón ngày Đức Thích Ca ra đời. Cùng vậy, người Phật từ Việt Nam trong và ngoài nước cùng nhau đoàn tụ trước lễ đài, dâng lên những đóa sen lòng cúng dường ngày khánh đàn và phát tâm truyền đạt giáo lý cứu khổ từ nguy của Đức Phật ra khắp mọi nơi cũng như trên quê hương Việt Nam. Kính thưa quý liệt vị, hơn 20 năm qua, ngày Phật đã không còn riêng cho Phật giáo đồ mà trở thành ngày lễ hòa bình cho toàn thể nhân loại. Vì tổ chức Liên Hiệp Quốc với gần 200 quốc gia đã công nhận đạo Phật là đạo hòa bình. Trên 2000 năm qua, Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ sứ mệnh giải thoát giác ngộ cho quần sinh, cứu khổ từ nguy cho nhân dân và đất nước. Nhân loại bước vào thế kỷ 21 với nhiều thành tựu về kinh tế và công nghệ, nhưng sự phân hóa và mâu thuẫn thì càng ngày càng sâu đậm. Vì sao? Vì thế giới ngày nay được thiết lập trên giá trị thực dụng, lòng tham con người được khuyến khích thay vì tiết chế nó. Sự phân biệt giữa các nước giàu và nghèo ngày càng sâu sắc. Nhân loại bị đầu độc bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thế giới bị chia cắt bởi ranh giới về ý niệm quốc gia siêu cường và nhược tiểu, dân tộc vĩ đại thượng đẳng và dân tộc nhỏ bé thấp hèn. Ý thức hệ cũng là một ranh giới làm các quốc gia hoặc một nhóm quốc gia coi nhau là kẻ thù. Chính vì phân hóa, phân biệt và bị thôi thúc bởi lòng tham và sự hận thù đầu độc, nên nhân loại ngày hôm nay lâm vào kết cục khủng hoảng này đến hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác. Và chiến tranh là kết quả của khủng hoảng niềm tin và lòng nhân ái, là sự chiến thắng của lòng tham và sự thù hận. Giáo lý Phật giáo phù hợp với mọi thời đại và luôn đi trước khoa học. Giáo lý Phật giáo đứng ngoài và đứng trên mọi ý thức hệ. Nếu gọi giáo lý Phật giáo là một học thuyết chính trị thì đó là một học thuyết chính trị hoàn hảo nhất. Vì giáo lý Phật giáo chủ trương mọi người đều bình đẳng, không phân biệt màu da, tôn giáo, chủng tộc hay giai cấp. Phật giáo khuyên mọi người tiết chế lòng tham ái, hóa giải hận thù. Mục tiêu của Phật giáo là khai sáng để con người giác ngộ, mọi người sống để cống hiến và thương yêu giúp đỡ nhau. Vì vậy mọi dân tộc và mọi quốc gia đều bình đẳng, đều coi nhau như huynh đệ. Từ đó sẽ không còn khái niệm quốc gia siêu cường và quốc gia nhược tiểu, dân tộc thượng đẳng và dân tộc thấp hèn. Đây là căn bản để nhân loại xây dựng một nền văn hóa bao dung, bình đẳng, văn minh,
Vì không bỏ sự phân biệt, lòng tham và sự sân hận nên cũng không có ý thức về sự tranh chấp. Không có ý thức về tranh chấp thì hòa bình tự nhiên sẽ hiện hữu, mà không cần bất cứ tổ chức hay điều ước nào bảo vệ. Tinh thần khai sáng từ bi cứu khổ độ sinh của Phật giáo có thể mang lại giải pháp cho thế giới và nhân loại hôm nay để gìn giữ hòa bình và thịnh vượng. Nhưng rất tiếc, nhân loại từ trước đến nay vẫn mê mờ, không lật hồi. Nhân loại vẫn như ăn khờ ôm viên ngọc quỷ trong áo, lại đi ăn xin mọi lúc mọi nơi. Muốn thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, tất cả mọi cá nhân, mọi quốc gia đều phải tôn trọng nhân quyền, tự do, dân chủ. Nền tảng để xây dựng những giá trị này là cần có một nhà nước pháp trị với tinh thần bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc và chấm dứt mọi oán thù do nguyên nhân này hay nguyên nhân khác. Với Việt Nam là một quốc gia có đạo Phật được truyền thừa từ hơn 2.000 năm trước, nhưng trải qua các chế độ chính trị và hình thái nhà nước bây giờ và gần đây là thất bại hoàn toàn, cái tinh thần Phật giáo không được trân trọng trong xã hội. Ngày nay Việt Nam cũng như các dân tộc khác đều chạy theo giá trị vật chất với lối sống thực dụng, chỉ biết hôm nay đời này mà không biết tương lai và đời sau. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, vì chủ nghĩa thực dụng đi vào chính trị sẽ sanh ra chế độ độc tài theo hình thức này hoặc hình thức khác. Chủ nghĩa thực dụng khi đi vào xã hội sẽ tạo nên một xã hội vô tình vô nghĩa, đạo đức suy đồi. Chủ nghĩa thực dụng đi vào con đường tiến thân sẽ tạo ra những con người tham lam ích kỷ. Chế độ hiện nay tại Việt Nam trở nên độc tài độc đoán, tham nhũng bất công, vô trách nhiệm với quốc gia và dân tộc, chỉ vì chạy theo chủ nghĩa thực dụng. Tinh thần và giá trị Phật giáo là giải pháp cho Việt Nam để thoát khỏi độc tài, tham nhũng, suy thoái nhân phẩm, băng hoại đạo đức. Chỉ khi nào có người ít lòng tham sân si thì tham nhũng từ kiềm chế, độc tài kiềm chế cũng dần mất đi. Nhất là khi ai cũng hiểu rằng thế gian này là cõi tàm thì quyền lực còn có ý nghĩa gì? Con đường và giá trị Phật giáo cứ khó khăn, nhưng nếu nhân loại tiếp nhận và thực hành thì một thế giới hòa bình an lạc trong tầm tay. Trong cả thời Đinh Lê Lý Trần, các nhà lãnh đạo đất nước đều lấy giáo lý từ bi bình đẳng của Phật giáo để áp dụng trên nên đất nước vững vàng, nhân dân an lạc. Nhân mùa khánh đản hàng năm, tăng ni và Phật tử pháp tâm tu hành, nguyện sống theo cuộc đời đạo hành của Đức Phật, làm tấm gương sáng cho mọi người. Chỉ có như vậy thì giáo lý từ bi cứu khổ độ sinh và tinh thần bình đẳng giải thoát giác ngộ của Đức Phật mới có thể xiển dương đến tầng nga hang cùng ngõ hẹp của thế gian đau khổ này. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viêm Rô Thọ Hà Thì Hiền Đàng Thanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tổ đình thập tháp bình đình, mùa Phật đản năm nhất, viện thượng hội đồng điều hành tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỳ kheo Thích Viên Đình.